tính đến quý 2 năm 2024 giá bò thịt hơi là 64.000 đồng một ký giảm 30.000 đồng một ký so với cùng kỳ mặc dù giá bò liên tục giảm nhưng nhiều bà con vẫn duy trì nuôi bò theo hướng hộ gia đình từng bức thích ứng linh hoạt trước giá tiêu thụ bò đang bị thu hẹp tại huyện Đức Hòa gia đình ông Nguyễn Giang Vò có hơn 10 năm kinh nghiệm chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản nếu trước đây giá bò ở mức 13 triệu đồng một con thì giờ đây sau 6 đến 8 tháng nuôi bò đạt trọng lượng khoảng 100 kg chỉ còn ở mức bán 8 triệu đồng một con. Tuy giá bò đang sụt giảm mạnh nhưng ông vẫn cố gắng duy trì đàn bò bằng cách mở rộng diện tích trồng cỏ, tận dụng các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò nhằm giảm chi phí chăn nuôi và gia tăng lợi nhuận. Tuy mặc dù nó có giảm cái giá rẻ hơn so với 10 năm trước nhưng mà nói chung nông dân giờ lấy công làm lại bởi vì mình làm nông thì lấy cái rơm rạ từ cái làm lúa đó mình trữ mình cho nó ăn, rồi ngoài ra thì có dặm thêm cám. Trước những biến động của thị trường ngành chăn nuôi hiện nay, ngành chức năng trong tỉnh phối hợp cùng hội nông dân của từng địa phương thành lập tổ nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản, cùng chính sách hỗ trợ người chăn nuôi che chốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh giúp bà con nông dân thích ứng tốt với nhu cầu thị trường duy trì chăn nuôi tạo nguồn thu ổn định